Uite, e o mică sirenă! Îmi iubesc păpușa Barbie și vampiri! Haide, să luăm păpușa! Ce faci cu păpușa mea? Dă-mi-o! A fost delicioasă! Nu! Piata mea Barbie! Neptun? Cum îndrăznești să răpești pe Ariel? Plecați, lilieci urâți! Cum rămâne cu păpușa mea? Capul i-a fost dat jos! Ce zici de o păpușă nou-nouță? Arată exact ca tine! E aceasta începutul unei povești de dragoste? Și așa ne-am cunoscut! Eeeh! Noroc! Povestea noastră de dragoste e mai bună! Fetele se simt rău! Ce s-a întâmplat? Au mâncat ceva stricat? Un test de sarcină? Care ar putea fi rezultatul? Ambele sunt pozitive! Ivy și Ariel vor fi mame! Vampir însărcinat versus sirenă însărcinată! Așteaptă! Ce se întâmplă? Ești arestată pentru că ai mușcat această femeie nevinovată! Uite ce ai făcut la gât! Mergi la închisoare! Ea? Sau eu? Sau craniul? Ei bine, până aici! Veți merge amândouă la închisoare! Nu, te rog! Doar intră în celulă! Te rog să ne lași afară! Trebuie să facem treaba mică! Bine, fata pește merge prima! Stai în spate! Bine, aici e toaleta! Deschide ușa! Oh, doamne, e așa de murdară! Nu vreau să folosesc toaleta asta! Nu pot să te plângi? Dacă te mituiesc cu niște perle! Wow, le voi lua? Avem o toaletă mai bună pentru tine! Îți faci joc de mine? Aceasta e ca o vacanță! Bine, mă duc să fac pipi acum! Stai! Scaunul de toaletă e prea rece! Ce e de data asta? Rece? Știu! E un autocolant moale? Ce are de gând să facă polițistul? Ha? Voi lipi autocolante moi pe tot scaunul de toaletă! Capacul moale îți va proteja propriul fund de îngheț! Frumos! Oh, e cald! Uite toaleta! Eu, un șobolan și un șarpe? Nu intru acolo! E timpul să-mi folosesc abilitățile de hipnotizare! Mă vei duce la o toaletă curată! Te voi duce la o toaletă curată? Toaleta curată e aici! Grozav! Uah! Întunecat și înfricoșător! Pânzele alea de păianjen sunt o ambianță plăcută! Dar nu-mi place mirosul! Hei, e un păianjen? Ce face Ivy cu acel parazit? O să pun păianjenul în rezervor! Așa că atunci când trag apa, lichidul de cireșe al păianjenului va umple vasul! Ah, aerul miroase mai bine! Pleacă de aici! Îmi pare rău, îți voi oferi intimitate! Ivy și Dracula sunt aici pentru vizita medicului! Coada e prea lungă, ce să fac? Un vampir! Cu o burtă de gravidă? Wow, pare așa de moale! Bună, puiule! Dați-vă înapoi! Așa de adorabil! Ia-ți mâinile murdare de pe mine! Fă ceva, Dracula! Ha? Nu o mușca! Uite, nu e permisă mușcarea! Atunci ce altceva am putea face? Trebuie să mă gândesc la ceva! Ce avem aici? O păpușă? Ce are de gând să facă? O să fac un truc magic, dar am nevoie de membrele păpușii! Uite-te la asta! Ce faci? Întoarce-te ca să pot lucra la magie! Va fi minunat! Bine! Puțin sânge! E ca și cum membrele copilului îi ies din stomac! E îngrozitor! Eu! Sunt un geniu! Te-a ajuns? Hai să mergem! Ariel e pe cale să facă o ecografie! Ești gata, mami? O să încep să frec! Va fi puțin rece? Bună, mami! Bună, dragă! Ăla e un rechin! Fica mea e în pericol! Ajută-o! Fă ceva! Ia să mă gândesc!
pot să-l scot cu niște momeală. Te rog, salvează-mi fica! Funcționează! Am scos rechinul afară! Oh, firar, unde pun asta? Pa! Oh, mulțumesc, doamne, că e în siguranță! A fost cât pe ce! Ai putea fi pescar, doctore? Sunt așa de obosită! Aceste tocuri îmi fac picioarele umflate! Trebuie să mi le sprijin de ceva! Picioarele ei sunt uscate ca fulgii de porumb! Dragă, îți schimbi pielea mai rău ca un șarpe! E așa de groaznic? Eu... Lasă-mă să mă gândesc la ceva! Aha! Un gadget pentru curățarea picioarelor! Nu va trebui să miști niciun mușchi! Doar introduci piciorul în interiorul gadgetului și începe să-l freci! Acum că e acoperit cu spumă, să răzuim cu un bățișor de înghețată! Arată bine! Ok, în continuare, cismele înmuiate! O să le umplu cu lapte și o să amestec câteva picături de miere! Acum înmoaie-ți picioarele pentru un timp! Un tratament spa complet! Poți chiar să te plimbi în timp ce-ți cureți picioarele! Mi s-a rupt apa! Vine copilul meu! Bule de apă? Oh, nu! Ești pe cale să naști! Aceasta e o alertă roșie! Relaxează-te! Du-mă la spital! Urcă, grăbește-te! Hei, încetinește! Ha? Soția mea e pe cale să nască! Grăbește-te și ia-o! Bine, bine, bine! Pune-o pe pat! Acum te voi înveli într-o pătură și... Împinge! Gah! Poți să o faci? Văd copilul, continuă să împingi! Nu mai pot! Ah! Uite că vine! Ia anoat afară! Vino aici! Am prins-o! Are aripioare obraznice! Voi, oprește-te! Uită-te la fetița noastră! E puternică ca mami! Dă-mi-o! Bună, micuță sirenă! Am nevoie de apă! A fost o naștere ușoară! Desigur, vampirii au nevoie de un sacrificiu uman pentru cină! Sângele nu miroase bine? Fă-l mai bun! Presupun că am uitat sarea, doar câțiva stropi! Nu, tot nu vreau! Această masă e specialitatea bucătarului! Dă-mi altceva! Bine! Ce zici de o friptură proaspătă în sânge și niște supă de roșii? Eu vreau aia! Ce e? Mi se pare un tort de Halloween! Dorința ta e porunca mea! Servește prăjitura cu ochi din jeleu! E perfect! Vreau să condimentez lucrurile, așa că voi pune aceste jeleuri în mașina de tocat! Doar umple-o, apoi o învârți foarte bine! Iată! Ies ca niște viermișori! Trebuie să-i fac să iasă! Ar trebui să fie suficient! Miroase a rai! Dulceața va merge perfect cu friptura! Și o lingură de supă de roșii pentru a completa! Făcută ca un bucătar șef! Poate că ar trebui să înfulec acum! Te rog, nu! Oh, așa de savuros! Wow, ce-a fost asta? Nu mă lovi cu coada! Dar nu pot dormi! Burta mea e prea grea! Am o idee! Ce-i acolo sus? Ce se întâmplă? Dă-mi colacul! Mă scufund! Știu! Oh, nu! Am făcut o gaură în el! Aha! Nimic pe care o bucată de bandă nu o poate repara! Acum înapoi în formă! E gata? Pentru ce e acest colac? Odihnește-ți burta pe gaură! În felul ăsta? Oh, wow! E așa de comod! Pot să dorm mai bine acum? Și eu pot să dorm mai bine! Sau poate nu! Mă rog, prostuțule! Pește? Nu! Caviar? Și salată de alge? Nu vreau nimic din astea! Oh, e un vierme? Așa mai vii de acasă? Toppingul perfect pentru salata mea! Și tu, peștișor, ești mai bun pentru oameni! Pa, pa!
Am prins un pește uriaș! E timpul să-l mănânc! Sirenele însărcinate au cu siguranță un apetit interesant. Toți acei viermi sunt încă în viață. Stai, am o idee mai bună. Vreau să pun frișcă deasupra. Așa voi face. E perfect. Stai, pune și niște caviar acolo. Oh, da, asta e o masă de 5 stele. Gustos. Cred că vomit. Bună, Ariel, putem să-ți atingem burta? Nu, nu mi-atinge burta, oprește-te, te rog. Ălea sunt tentacule? Eu. Oh, doamne, să plecăm. Slavă Domnului, erau enervante. Stai, de unde au apărut tentaculele? Surpriză, am venit și eu să te frec pe burtă. E amuzant. Ce se petrece aici? Ajută-mă! Nu se vor opri să nu-mi atingă burta! E un pufferfish! Ce va face cu peștele? Am nevoie doar de țepii săi! Acum să trecem la treabă! L-am luat! M-am întors! Am găsit o soluție! Ce faci cu burta mea? Oh, wow! Așa de înțepător! Auci, mă dor tentaculele! Pe curând! Nu pot să cred că acei țepi au funcționat cu adevărat! Unghiile mele sunt ascuțite! Ha? Oh, doamne! Îl simt venind! Mi s-a rupt apa! Ajutor! Ce s-a întâmplat? Ce să fac? Ce să fac? Intru în panică? Adună-te și cheamă medicul! Doctor! Sunt aici! Soarele e prea strălucitor pentru pielea lor! Opa, scuze! Să începem! De ce nu te întinzi, dragă? O să fie bine! Pătura e gata! Acum împinge! Te descurci foarte bine! Încă puțin! E pe aproape! Băiețelul tău e sănătos! Oh, m-am mușcat! Doctore, el voia doar prima lui masă! Gâtul meu! E copilul meu în siguranță? Oh, iată-l! Arată exact ca tatăl său! Seamănă perfect! E rândul lui Ivy să facă o ecografie! Luați loc, doamnă! Bine, să începem! Să vedem... Ce-i asta? Oh, are colții tăi! Vai, copilul s-a transformat într-un liliac! Se îndreaptă direct spre sângele mumiei? Nu! Dă-mi sângele înapoi! Voi muri! Mă întorc acum! Iam! Proaspăt! Ce s-a întâmplat? Am mâncat mai mult suc de sânge! Suntem așa de mândri de băiatul nostru! Sunt gata de culcare! Sicriul meu pare așa de confortabil! Așa de cald! Închide-te, te rog! Ha? Burta ei uriașă stă în cale! Haide, cât pe-aci! Dracula, vino aici! Remediază această problemă chiar acum! Sicriul meu nu se va închide din cauza burticii! Sună grav, gândește! Oh, un cuțit! Ce e? Ce va face cu un cuțit? Să tai o gaură în sicriu? Inteligent! Aproape am terminat! Totul e gata? Hai să încercăm! Grăbește-te și închide capacul! Cum spui tu! Purta ta se potrivește perfect! Noapte bună! E timpul să aflăm sexul bebelușilor! Să deschidem această scoică! Ești gata? Atât de multe sfere de apă! Wow! Uită-te cum sclipesc! Dar unde scrie genul? E chiar de dedesubt! E o fată! Oh, vom avea o mică prințesă! Abia aștept să sparg balonul! Îmi voi folosi unghia scuțită! Grăbește-te! Prinde liliacul!
L-am prins! Aha! Să vedem veștile bune! E un băiat! O să semene cu mine cu siguranță! Rămâneți pe fază pentru a vedea cum se vor descurca un vampir și o sirenă în viața de gravidă! Trebuie să fac treaba mare! Haide, concentrează-te! Ha? Cine e acolo? Arată-te, monstrule! Dacă e o creatură diabolică a mării! E doar Ariel! Nu fac nimic! Toate acele ambalaje pentru gustări împrăștiate sunt cam suspecte! Ce-i asta? Ciocolată? Ești toată murdară, dragă! Trebuie să te curăți, începând cu acest scrubber suspendat! Freacă-ți stomacul de el! E așa de frumos! Se simte ca un masaj! Vreau să o fac în continuare! Sunt curată! Dar, trebuie să facem ceva cu gura și părul tău dezordonat! Poate ai un gadget pentru asta? Bụng của con cứ réo cả lên. Cho con ăn với mẹ ơi. Mẹ sẽ tìm cho con cái gì đó để ăn nha. Cô cậu ơi, tới đây chút nào. Có chuyện gì vậy? Hãy cho tới đủ thứ món ăn với. Con gái của tớ đói quá rồi. Ôi, được thôi. Chúng tôi đã chuẩn bị các món ăn khác nhau cho bạn rồi đây. Mang họp vào đây. Đầu tiên chúng ta có một cô gái ngọt ngào. Máu của cô ấy có vị như kẹo cao su vậy. Hãy nếm thử xem. Không, ngọt quá à. Ôi không, cô bé không thích tớ. Xin lỗi nha, cô có thể đi rồi. Tiếp theo là gì nhỉ? Đây là một anh chàng mê tập tạ. Dù có nhiều mồ hôi như vậy, máu của anh ta rất là mặn luôn. Con không thích đâu. Chắc con sẽ thích cô bé chua chát này rồi. Mùi vị của cô ấy giống như là chanh vậy. Chua quá à. Còn chút máu cay thì sao đây? Nóng, cay quá đi à. Này, bạn vẫn chưa đưa cho chúng tớ bất kỳ món ăn nào ngon. Để tớ kiểm tra cuốn sách thức ăn của ma cà rồng đã nha. Mình biết bạn thích gì rồi. Xem đây, một bát canh đỏ tươi. Nó làm con thấy buồn nôn quá. Không hả? Nếu như mình cho... Đó có phải là một con mắt kẹo dẻo không? Cho thêm chút hương vị đặc biệt vào. Nó trông ngon tới phát sợ, phải không nào? Wow, con muốn nếm thử. Cái này là ngon nhất. Con tán thành bằng cả hai tay luôn. Ôi, đừng có nịnh cô chứ. Ta sắp bắt được Mi rồi. Mẹ đang truy đuổi cái gì vậy ta? Một con chuột. Tới đây nào, đừng ngại chứ. Bắt được Mi rồi. Con yêu, bữa tối sẵn sàng rồi nè. Con không muốn ăn chuột. Không ư, chúng ta còn món gì nữa? Đồ ăn đây, ai muốn đồ ăn không? Ta đang bán bánh mì và trái cây tươi đây. Tớ cần đồ ăn. Cho tớ một ít có được không? Không được, bạn nghèo quá đi. Làm ơn đi. Được thôi, bạn có thể có chút bánh mì và cháo. Nhưng chúng nhìn cũ quá à. Mình đoán nhiêu đây đã đủ rồi. Xây đi. Không đâu, nó trông xấu quá đi. Mình làm thế nào để nó tốt hơn ta? Mình biết rồi. Mẹ đang làm gì vậy ta? Mẹ sẽ lấy một lát bánh và cắt nó làm đôi. Hoàn hảo. Cất một nửa ra một bên. Và mẹ sẽ viết chữ RIP lên nửa còn lại với mù tạt. Và xong. Đặt chúng lên trên cháo. Nó sẽ trông giống như cái nghĩa trang vậy đó. Ăn đi nào. Wow, nhìn thú vị quá đi. Ngon không nào? Dạ. Kỹ năng của mẹ là vô đối. Cô bé Sadie đang bị cảm lạnh sao? Cái gì thế kia? Sadie vừa hắt xì ra một cục slime thật là to. Tội nghiệp con quá, con bị sốt rồi. Để mẹ chùi cho con nha. Eo ơi, vẫn còn một ít slime từ lần trước nữa nè. Mẹ biết rồi, mẹ quên mình có mang tất. Mẹ có đủ cách để chùi slime đi ngoại trừ dùng khăn giấy. Gớm quá đi. Còn cơn sốt của con thì phải làm sao? Còn nóng sôi cả rồi. Một bác sĩ. Đó chỉ là mẹ chân dài với một cây kim tiêm to đùng thôi. Đến lúc tiêm cho con rồi đây. Không, con sợ quá à. Wow, cô bé đi đâu rồi? Con gái của tớ sẽ biến thành dơi khi bị làm sợ. Đến đây nào, chích một mũi thôi là con sẽ thấy khá hơn liền. Tiếp tục đi bác sĩ. Tớ biết rồi. Cô tiêm nha. Không, con sợ lắm.
nhưng con thực sự rất cần mũi tim này mà. Đợi xíu để tớ nghĩ một chút nha. Đó là một con thỏ nhồi bông trên một cây kim tím à. Dùng cái này nè, cây kim hình con thỏ. Trông nó ít đáng sợ hơn thật đó. Có lẽ cái này sẽ có tác dụng. À, nó dễ thương quá đi. Nó cũng không làm đau một chút nào. Oh yeah, ý tưởng thiên tài của mẹ đã thành công rồi. Đến giờ ăn trưa rồi. Ừ, mì ý. Chúng ta có một số sốt dị quyết và sốt dị tỏi. Bạn phải thử sốt tỏi đó nha. Ôi không, mà cà rồng bị dị ứng với tỏi mà. Cảm ơn nha, món này nhìn ngon quá đi. Con rất muốn ăn. Ngon. Hả? Mình ngửi thấy mùi khói. Con đang bị cháy. Tỏi ư? Cho tớ xin lỗi. Để tớ gọi bác sĩ nha. Nó quá nóng. Tôi có mang bộ sơ cứu đây. Ồ, trông có vẻ không tốt lắm ha. Tôi sẽ phải kiểm tra miệng bé bằng que kem trước đã. Mở miệng ra nào. Con không thích. Hãy lấy nó ra đi. Wow, con có răng nanh khỏe thiệt luôn đó cô bé. Khoan đã, bác có thuốc cho con đây. Giọt máu cho lưỡi ma cà rồng của con. Bác sẽ rót một vài giọt vào cái ly và nó sẽ chữa trị cho con. Uống đi nào. Con không thích. Hãy để mẹ xem. Eo ơi, mùi của nó tệ quá. Đấy có phải là kẹo mút của ma cà rồng không? Chỉ cần nhúng nó vào các giọt máu để làm cho nó có vị ngọt. Ta-da! Kẹo mút. Chiêu này hay đó. Ma cà rồng thật là thông minh. Cuối cùng cũng thành công rồi. Ôi không, bé Sari đang định làm gì với cái cọc gỗ đó vậy? Ta sẽ xử lý mi. Ôi da, tay của con. Mình nghe thấy tiếng kêu, chuyện gì xảy ra vậy? Để mẹ xem. Con có một cái dầm sao? Hãy ném cái cọc này đi nào. Xém tí nữa thì... Mẹ phải làm gì bây giờ? Mẹ sẽ thử lấy nó ra bằng răng nanh của mình. Không được, đau quá đi. Có cách nào khác không? À ha, mẹ biết rồi. Một cái ống tiêm. Mẹ sẽ dùng ống tiêm để hút cái dầm này ra. Thử xem sao. Được rồi. Mẹ thật là thiên tài. Mẹ đúng là người hùng của con. Tôi sẽ rời đi đây. Coi chừng. À, tay của con. Con gái của mẹ. Gì cơ? Ôi không. Không sao cả, con yêu. Tay con đau quá. Đừng khóc. Cô, khắc phục việc này đi, hoặc tôi sẽ cho cô thấy. Dừng lại đi. Bạn làm cho tớ trông hết cả mặt. Mình có một ý tưởng. Cô ấy sẽ làm gì với con dơ vậy? Biết rồi. Mình sẽ lắp con dơ vào song sắt để ngăn cho cửa đóng lại. Thông minh chứ, phải không? Hay lắm, thật sự có hiệu quả nè. Con dơi này mềm dẻo thiệt đó. Wow, cái cửa không làm kẹt tay con nữa. Ôi không, cậu trông thật xấu xí khi không có tóc. Có chuyện gì vậy con? Hãy để mẹ xem Barbie của con nào. Búp bê tội nghiệp. Cô ấy cần có tóc mới hả? Mẹ biết rồi. Kéo ư? Cắt phần đầu của bong bóng và bọc nó quanh đầu Barbie. Bây giờ là lúc bắt đầu đính tóc rồi nè. Mẹ sẽ phủ keo lên đầu Barbie. Phải đảm bảo toàn bộ đầu Barbie đều được bao phủ. Và giờ là sự hy sinh cuối cùng. Mẹ sẽ cho Barbie chút tóc của mình. Mẹ không phiền vì cắt tóc đâu, trông nó đẹp lắm. Mẹ sẽ gắn những sợi tóc vào đầu Barbie. Và cô ấy trông như mới vừa đi từ tiệm tóc ra vậy. Đây. Wow, cô ấy thật là xinh đẹp. Cảm ơn mẹ. Barbie cũng rất là vui nữa. Yay. Ôi không, bé Molly đang tính tạo kiểu tóc nào hôm nay đây? Cô bé thật sự sẽ cắt tóc của mình ư? Chờ đã, tớ không thể tự cắt tóc mình được. Nếu như tớ cắt tóc của mẹ thì sao? Nhìn miếng tóc dài của mẹ kìa. Thật là hấp dẫn. Tớ làm đây. Ờ thì đó cũng là một cách dễ dàng để cắt tóc ngắn đó. Tóc của tôi. Con đã làm gì vậy? Sao con lại cắt đi biếm tóc của mẹ vậy hả? Con xin lỗi, con chỉ muốn trở thành một nhà tạo mẫu tóc thôi. Ôi, đừng dùng ánh mắt cuốn con đó với mẹ chứ. Hả?
đó có phải là một xu hướng tóc mới hay không? Sao cậu dám chọc tớ chứ? Đến lúc chơi trò chơi thôi miên rồi. Tớ ra lệnh cho cậu phải chịu một buổi hớt tóc từ con gái tớ. Tớ sẽ để cho con gái cậu hớt tóc. Thành công rồi. Mời vào. Chào mừng bạn đến với tiệm làm tóc của bé Molly. Tớ cần được làm tóc. Xin chào, khách hàng đầu tiên của tôi. Bạn muốn cắt tóc ngắn hả? Đây, tôi sẽ cắt cho bạn. Wow, nhiều tóc màu hồng quá. Hãy cắt hết sạch đi nào. Ôi trời ơi, ai đó sẽ về nhà với một mái đầu trọc lóc đó. Bạn sẽ không cần phải lo lắng về tóc rối khi bạn cạo đầu. Sau này bạn sẽ cảm ơn tớ đó. Đây, trông bạn thiệt là hoàn hảo. Hả? Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Cái gì vừa xảy ra vậy? Tóc mình đâu? À! Đứa con nít nghịch ngợm kia. Mẹ nghèo và Sadie đang ngủ ngon lành. Nhưng không được lâu đâu. Khi mà bạn để chân ra như vậy, móng vuốt của quái vật tới rồi đây. Chú ấy sẽ bắt bé Sadie đi mất. Hả? Mẹ ơi! Có gì không ổn sao con? Có cháy hả? Có gì vậy? Sẽ ổn mà con yêu. Mẹ sẽ bảo vệ cho con. Mẹ nên làm gì đây? Wow, một cái tủ. Mẹ biết rồi. Ở lại đây đi nha. Mẹ định làm gì vậy ta? Cái tủ này dường như có thể chứa được hai người đó. Chỉ cần một cái gối ở đây. Lại đây nào Sadie. Dạ con tới đây. Tôi biết rồi. Đó là một cái quan tài tạm thời. Bây giờ họ sẽ an toàn rồi. Tránh xa ra quái vật. Bạn không có cơ hội đâu. Từ bỏ đi. Cứ như vậy, hai người họ đã ngủ thật say như đá rồi. Cái son môi này thật là hợp với mình. Ồ, cái gì vậy? Mẹ ơi, hãy bắt những cái gối này. Này, đi ngủ đi con. Đến giờ đi ngủ rồi đó. Đừng có nhảy nhót nữa mà. Nhưng con không muốn ngủ trong cái giường này. Nó vừa xấu vừa không thoải mái nữa. Nhưng chúng ta không có cái giường nào khác. Chờ chút, mẹ biết rồi. Này, các cô cậu ơi. Cô ấy muốn cái gì vậy? Có chuyện gì vậy? Tớ cần các bạn thay thế cái giường này. Thay thế nó ư? Chúng tớ làm được. Giường đã sẵn sàng rồi đây. Wow! Một cái quan tài mới toanh cho bé ma cà rồng. Được làm từ vàng. Con muốn thử. Thiệt là ấm áp quá đi. Con thích nó lắm. Vậy thì chúng tớ nên để đấy cho các bạn rồi. Ôi thật là hoàn hảo. Mẹ rất vui là con thích nó. Ngủ ngon con yêu. Chúc mẹ ngủ ngon. Chỉ là bạn thôi. Các ma cà rồng nhỏ cũng cần quái vật kể chuyện trước khi đi ngủ đó. Có tác dụng rồi. Molly ngủ say rồi. Chúc bạn có một giấc ngủ ngon. Tớ tìm thấy một quả táo. Hình quá đi. Tớ muốn trang điểm lại cho cô ấy. Đầu tiên tớ sẽ sử dụng kem nền, rồi đánh mịn chúng bằng bông. Sau đó tớ sẽ dùng bút kẻ lông mày để vẽ khuôn mặt cô ấy. Mũi và miệng. Đôi mắt hạnh nhân. Tớ muốn cho cô cặp môi đỏ tươi. Và cặp má hồng. Và phấn mắt xanh. Gần xong rồi. Cô ấy trông thiệt là hoàn hảo. Và ngon miệng nữa. Răng của tớ. Để mẹ xem nào. Ôi không, răng nanh của con. Thật không ổn rồi. Quả táo hư này. Cô cậu ơi, giúp tớ sửa răng cho con gái tớ có được không? Bạn muốn tôi phải làm gì? Cho tớ hớp viên kẹo cao su của cậu đi. Nhưng cái kẹo này tôi đã nhai rồi. Mà nếu bạn vẫn muốn thì... Đây nè. Giống như đất nặng vậy. Giờ đến lúc thử khả năng nặng hình của mẹ rồi. Mẹ làm được rồi. Một cái nanh tạm thời. Xem nè, mẹ đã tìm lại cái nanh cho con rồi. Vừa khích luôn. Ôi, tạm thời không được ăn táo nữa đâu đó. Dạ, con chỉ vui là răng nanh của con đã trở lại. Mẹ chân dài đang lén lút cái gì đây? Wow, cái này trông như đồ ăn giặt vậy. Tớ muốn cắn thử xem. Nanh tớ rớt mất rồi. Này, bé suýt làm hỏng cái đồng hồ của cô rồi. May quá, nó vẫn còn nguyên vẹn.
ôi rồi. Có chuyện gì với con vậy? Để mẹ xem. Con mất răng nanh rồi. Không thể chấp nhận được. Chúng ta phải gọi nha sĩ đến đây thôi. Alo, xin hãy giúp con gái của tôi với. Nha sĩ này trông quen quen ta. Để chú kiểm tra nào. Mất răng nanh hả? Sửa đi nè. Chú biết phải làm gì rồi. Chú chỉ cần lấy dụng cụ của mình thôi. Nha sĩ đang làm gì vậy ta? Trông thật là nghiêm túc. Xem đây, một cái nanh vàng. Quá là hoàn hảo. Đặt vào thôi nào. Một bộ răng vàng mới ư? Chắc chắn với bạn là bộ răng nanh vàng này có thể cắn được cả đá. Nhìn cái nụ cười sang trọng kia kìa. Công chúa Peach đang sắp được tiến hành một cuộc siêu âm. Em thấy hơi lo lắng. It's me, Mario. Giữ tay anh đi, em yêu. Hãy bắt đầu thủ tục nào. Tại sao nó không hoạt động vậy? Nhanh nào. Hỏng rồi sao? Để Mario sửa cho. Chỉ cần dặn chặt các bu lông ở đây. Yippee. Hoạt động rồi. Cảm ơn anh bạn nha. Em bé của họ cũng đang trong một trò chơi Mario. It's me, em bé Mario. Nhìn kìa, tôi là cầu vồng. Bé con của mẹ thật là tuyệt vời. Cái gì cơ? Làm sao để nhảy vậy? Nhảy đi. Yahoo. Wednesday cũng có mặt ở đây để tiến hành siêu âm. Cô ấy đang rất khó chịu. Dường như bác sĩ có một người bạn nhỏ ở trong túi áo. Hờ. Tao sẽ đánh người, Bobby. Cứu tôi. Chuyến tàu Choo Choo đến rồi đây. Chờ đã, đó là búp bê của tôi. Trả nó lại đây. Cái gì? Giờ thì em an toàn rồi. Ôi không. Ôi không, đây là những người yêu thích bụng bầu đang đến làm phiền công chúa Peach. Mario, giúp em. Mamma mia. Làm sao đây? Có một con búp bê Barbie. Tôi biết rồi. Cái gì vậy? Anh đang đi đâu vậy hả? Đừng đi mà. Tôi sẽ tạo ra một con búp bê Barbie đang mang thai. Tôi sẽ đặt một em bé lên bụng cô ấy và che nó lại với đất nặng hình cái bụng. Tiếp theo, tôi sẽ rót keo lên cái bụng mang thai mới của cô ấy. Tiếp tục rót cho đến khi toàn bộ cái bụng của cô ấy được phủ keo và thêm kim tuyến để làm cho nó nhìn thật bắt mắt. Xong. Hả? Có một con Barbie mang thai. Bắt được cái này nếu các bạn có thể. Đi. Bụng. Đợi tôi với. Cảm ơn anh hùng của em. Tất nhiên rồi. Enid cũng không thể ngừng chạm vào bụng bầu của Wednesday. Tránh xa. Hả? Finn đã đến để tham gia cuộc vui này. Đủ rồi đó. Lurch. Dạ. Loại bỏ chúng ngay. Muốn một quả bom không? Ta thích cách ngươi nghĩ đó. Thật là mềm mại. Hả? Cái bụng ở đâu rồi? 3, 2, 1. Không có gì tuyệt vời bằng không khí sau một vụ nổ. Chuyện gì vừa mới xảy ra với chúng mình vậy? Các bạn đã nhấn nhầm nút rồi đó. Eo ơi, chất nhầy này từ đâu ra vậy? Hả? Mamma mia. Tôi hắt xì nhiều quá à. Có chuyện gì vậy? Em không thể ngủ được. Ngủ với cái bụng bầu thật là không thoải mái. Tôi hiểu rồi. Đầu tiên, hãy lau sạch chất nhầy đó đi. Bây giờ, để tôi tìm một cái gì đó cho bụng của em nha. Làm sao đây? Nghĩ đi, nghĩ đi. Tôi không sao hết. Mario rất là khỏe. Chiếc phao. Tôi biết rồi. Thật không dễ chịu. Anh quay lại rồi. Đứng lên trước đã nha. Anh có một ý tưởng. Anh bị gì vậy? Đặt bụng em lên chiếc phao. Wow, thoải mái ghê luôn. Wahoo. Đến giờ đi ngủ lại rồi.
chắc chắn tôi có thể nhét vào đây. Vậy thì chiếc giường cho chó vậy. Tôi sẵn sàng để đi ngủ. Cái quan tài đã sẵn sàng. Nó đây rồi. Giờ chỉ cần làm mềm cái gối thôi. Quan tài không thể đóng lại. Bụng cô ấy đang làm cản trở. Không thể tin được. Lurch, có chuyện gì vậy? Làm gì đó với cái bụng của ta đi. Chúng ta có nên cắt nó đi không? Làm đi. Liệu anh ta có thật sự sẽ cắt bụng của cô ấy không? Ôi may quá. Anh ta chỉ tạo một lỗ trong quan tài thôi. Xong rồi, giờ bụng của cô sẽ vừa vặn. Thật là thiên tài. Giờ đó là một cách thoải mái để ngủ. Kết thúc bằng một tấm chăn và bạn sẽ có một giấc ngủ ngon lành. Mình phải đi ị. Cuối cùng thì... Nhanh lên nào, Mario. Em cần phải đi tiểu. Hả? Ồ không. Đẩy nào. Nó ra rồi. Giờ mình phải xả nó. Eo ơi, mùi của nó thật là tệ. Ôi, bạn làm ra một mớ bầy hay rồi. Ôi, mình phải dọn sạch nó, cọ vệ sinh. Ồ không, tôi làm gãy nó. Điều này thật là tệ. Ôi da, viên gạch ngu ngốc này. Ồ, nó cho tôi một ngôi sao. Không chỉ là một ngôi sao, mà là một quả bom nhà vệ sinh. Thật đúng lúc, ngôi sao có thể làm cho nhà vệ sinh trở nên sáng chói trở lại. Wow. Nhưng chỉ một ngôi sao thì không đủ. Chúng ta phải thêm màu sắc vui nhộn và bọt nữa. Sao lâu quá vậy? Mario! Mình sẽ cho thêm chanh nữa. Đúng thế. Giờ nó đã sẵn sàng để được xả đi. Em có thể sử dụng nhà vệ sinh rồi. Trễ rồi, em tiểu mất tiêu rồi. Mamma mia. Vẫn còn một quả bom nhà vệ sinh để dọn sàn chứ. Thật đáng nghi. Để xem nào. Biết ngay mà. Thối quá đi. Xin để lại một mớ hỗn độn. Bàn tay này tiêu quá được bao nhiêu chứ. Ta biết mi cần cái gì. Một quả bom khí. Mặt nạ khí lên nào. Không. Ta sẽ thắp sáng chỗ này. Núp đi. Dừng lại. Giờ chúng ta sẽ chờ đợi. Dường như mọi thứ diễn ra ổn thỏa rồi. Cùng xem nào. Không khí thật trong lành. Cuối cùng thì ta cũng có thể đi ị một cách yên bình rồi. Điều đó sẽ dạy Finn không để lại quả bom phân nào nữa. Tôi có thể làm được điều này. Dường như có một quái vật xúc động ở phía bên kia căn phòng. Tôi phải đi vào một cách nhẹ nhàng. Chào. Hả? Wow. Gần quá rồi. Tôi phải dựa vào những công cụ của mình. Cờ lê. Không. Cây búa. Không. Ồ, tôi biết rồi. Hoa, khăn giấy và nấm. Cuối cùng, sô-cô-la. Hãy đi nào. Đó là Mario chống lại một Peach đang xúc động và mang thai. Dễ chút nào. Nhìn đây. Hãy nhận cái này. Sô-cô-la. Dễ thôi. Sô-cô-la. Ngon quá đi. Em muốn thêm nữa. Giờ đến lượt khăn giấy. Bà bầu hung dữ đã được kiểm soát. Đây là cơ hội của tôi. Wow. Anh dành cho em sao? Giật điện Barbie. Wednesday sẽ thích xem chương trình này. Hả? Gì? Chuyện gì đang xảy ra với Barbie vậy? Ôi không, Sinh đã nhấn nút rồi. Này. May quá, xém chút nữa. Đừng làm hại con búp bê quý giá này, đồ quái vật. Nhưng người thường thích điều này mà. Mưa nước mắt đang rơi. Hormone của Wednesday đang rối tung lên.
có thể tận dụng cơ hội này và thu hết nước mắt vào một can tưới nước. Thành công! May quá tôi có bông tai bằng giấy vệ sinh. Kẹp chúng vào lỗ tai. Đây là cái gì? Hay quá, giờ ta có thể lau đi nước mắt dễ dàng. Hoàn hảo. Làm tốt lắm, Lurch. Chúc mừng tiệc tắm rửa cho bé. Chúng tôi có mang quà đây. Wow! Có phải là quần áo bé gái màu hồng không? Tốt hơn tôi nên mở chúng. À, tôi sẽ mở hộp màu hồng đầu tiên. Wow! Hả? Chỉ là một chiếc bình sữa em bé đơn giản. À, sao vậy? Một cái đồ trắng một mảnh bình thường. Không! Bạn không thích sao? Có chuyện gì đang xảy ra đây? Tốt nhất là các bạn nên rời đi. Xin lỗi nha. Nói cho anh biết vấn đề là gì đi. Các món quà này nhìn thật là nhạt nhẽo. Em muốn chúng có màu sắc. Anh biết rồi, hãy đi với anh. Tại sao họ lại đến nhà vệ sinh? Đợi và xem đi. Đừng khóc, tôi sẽ sửa điều này. Nhìn đây, hãy xem kỹ khi tôi cuộn cái đồ một mảnh và buộc nó bằng dây cao su. Buộc lại lần nữa để chắc chắn nó được cố định. Xong rồi. Bây giờ hãy thả nó vào cái toilet. Sau đó tôi sẽ thêm các màu sắc cho giống như cầu vồng. Rồi tôi sẽ thêm bọt, để thêm điểm nhấn và một ít bột vàng. Cuối cùng tôi sẽ gói nhựa quanh bồn cầu. Bây giờ làm gì? Chờ xem đi. Hãy đậy nắp và xả. Xong rồi. Hãy mở ra coi đi. Voila! Một cái áo một mảnh màu nhuộm. Em nghĩ sao? Em yêu. Thật là tuyệt vời. Thật nhiều màu sắc. Chiếc bình đơn giản. Nè. Chiếc bình lấp lánh. Đúng rồi. Ôi trời ơi, thật tuyệt vời. Mario thật là biết các chiêu tốt nhất. Mình có một món quà cho cậu Wednesday. Cảm ơn, ta nghĩ vậy. Cậu đi đâu rồi? Cậu đây rồi. Mở ra đi. Được thôi. Một con thú nhồi bông và một chiếc áo một mảnh màu hồng. Cái gì? Thật sao? Cậu có thích nó không? Ta có thích nó không sao? Ta thật sự thích mở nó ra và lấy hết lông gòn bên trong ra. Rồi ta sẽ cho một viên pin vào trong nó cùng với một số dây điện. Giờ ta sẽ giá ngươi lại, anh bạn. Chỉ cần làm một chút sửa đổi. Xem đi. Chào. Về cái áo một mảnh, ta thích nó màu đen và cá tính hơn. Còn về cái núm vú, ta thích chúng có gai. Một món đồ chơi màu hồng thì không thể nào. Một cây gậy có gai nhọn mới chuẩn. Wow! Mario đang trong cuộc chiến với Bowser. À! Cẩn thận! Ui da! Vợ tôi cần tôi. Chuyện gì vậy? Nước ối của em sắp dở rồi. Em sắp sinh con. Mamma mia! Hãy thở sâu vào, Mario. Mau lấy túi sinh sản đi. Nhanh lên nào. Chờ chút đã. Anh chỉ cần thở. Tôi tự mình làm vậy. Em có thể làm được. Nhưng có lẽ đừng nắm chặt tay anh quá như vậy. Làm ơn thả anh ra. Đấy. Tôi đang cố gắng. Bắt tốt lắm, tiền vệ. Em bé của anh chị an toàn rồi. Con trai của tôi. Đứa bé này trông giống Luigi hơn. Gì? Thì ra người cha là... Đứa bé khỏe không? Oops. Mà thôi. Cái gì? Nước ối của ta dở rồi. Ta sắp sinh. Báo động đỏ. Đừng lo, tôi đã có xe lăn sẵn rồi. Nhanh lên đưa ta đi bệnh viện. Để tôi vận động một chút. Sẵn sàng. Chuẩn bị xuất phát. Tôi không ngờ họ lại nhanh như vậy.
Ồ, bạn làm tôi thật ngạc nhiên. Nằm xuống trong khi bạn đang chuyển dạ, tôi sẽ quay lại. Không cần, ta có thể đẩy con ra một mình. Cái gì? Tôi có nó rồi, tôi có nó rồi. Thật là dễ dàng. Chúng ta về nhà thôi, cô gái độc lập của ta. Nhưng làm thế nào? Bác sĩ đã tới để siêu âm đây. Làm cho tôi trước đi. Trả từng đó tiền thì được thôi. Tôi muốn siêu âm trước, trả cho bác sĩ chỗ xu vàng này nha. Vàng quý hơn tiền nhiều. Vậy công chúa Peach làm trước nha. Sao cô dám? Mình sẽ vào sụ đây. Được rồi, siêu âm thôi. Xem nào. Là con đây, bé Mario. Wahoo! Ôi, con tôi dễ thương quá. Đứa bé đó vừa nhảy ư? Đến lượt tôi, nhanh lên. Làm sao mà để tiền đợi được? Làm thôi. Tiền trao cháo múc nha. 1.000 đô. Xong rồi, bắt đầu siêu âm thôi. Mình muốn đăng ảnh lên Instagram quá. Bé búp bê xinh như mẹ vậy. Trông cô bé có vẻ rất khỏe mạnh và giàu có. Hả? Tôi trả bác sĩ 1 xu. 1 xu thôi sao? Không đủ rồi. Ôi không, anh làm Wednesday giận rồi. Hả? Đầu dò đâu rồi? Bàn tay trộm máy siêu âm cho Wednesday kìa. Tôi sẽ tự làm. Ai cần đến bác sĩ thì đã có thể tự siêu âm. Giỏi lắm bàn tay. Gặp bé con của tôi nào. Xin lỗi cô chưa trả tiền để dùng máy siêu âm. Wow. Chú định làm gì mẹ cháu đó à? Chú chỉ cần cái đầu dò thôi, tạm biệt. Đúng là con của Wednesday không lẫn vào đâu được. Đồ ăn của cô đây. Cháo sâu bọ sao? Ăn đại đi. Vị này cũng độc lạ nhỉ. Vậy mà tôi tưởng Wednesday sẽ thích xề tái nhện cơ đấy. Eo ơi, Barbie cũng phải ăn cháo sâu bọ. Eo ơi, cầm hết tiền đi rồi mang đồ ăn ngon cho tôi. Chốt kèo, ăn bánh kẹp xúc xích nha. Cuối cùng cũng có đồ ăn thật. Tôi phải đi đây. Thật là bất công. Tất nhiên là Peach cũng nhận được món cháo tương tự. Eo ơi, thỏi vàng này, kiếm đồ ăn ngon cho tôi đi. Pizza, ngon quá đi à. Hả, sao cô ta lại được ăn pizza? Tôi cũng muốn một cái. Tôi hết pizza rồi, nhưng cô ăn kem béo không? Tôi không nghĩ kem béo và xúc xích sẽ hợp nhau đâu. Nhưng miễn Barbie vui là được. Tôi cũng muốn ăn đồ ngọt. Vậy 1 miếng bánh ngọt nha. Ăn kèm pizza ngon lắm luôn đó. Trông sai quá đi à. Tôi không muốn ăn bánh ngọt. Kèm béo cũng không ngon chút nào. Tôi không quan tâm, ăn đi. Trời ạ, à, tập trung ăn đi. Mang thai bụng to nên khó ngủ thật đó. Đủ lắm rồi, mình sẽ gọi trợ giúp. Cứu với! Kìa là kỳ lân sao? Là Ken. Anh mang cho em phao nè. Ôi không tin nổi là anh lại đến đây. Anh mang gì cho em vậy? Hả? Mang phao làm gì? Xuống giường đi rồi anh chỉ cho. Nằm lên phao nào. Nhớ là cho bụng vào lỗ phao ở giữa nha. Được rồi, thế này sao? Wow, thoải mái thiệt đó. Bảo rồi mà, em còn có kỳ lân để ôm nữa đó. Anh đúng là bạn trai tuyệt vời nhất. Mơ đẹp nha. Ngọt ngào ghê. Giờ thì biết lại hơi ghen tị rồi. Giá mà. Ôi, xin chào, là anh đây. Ôi Mario, anh mang đồ tới cho em nè. Wow, là gối kê bụng ư? Em thích lắm. Thoải mái ghê. Anh phải đi rồi. Tuyệt quá ha. Bụng của cô ấy nằm thoải mái trên chiếc gối luôn. Mọi người ồn quá vậy. Phải đóng nắp vào thôi. Ôi không, bụng bầu nhô lên mất rồi. Bàn tay. Bàn tay định làm gì với con dao vậy? Cậu ấy định khoét bụng Wednesday sao? Hả? Oh, phew. Cậu ấy chỉ khoét lỗ trên nắp quan tài để bụng Wednesday lọt qua thôi. Bàn tay đúng là khéo tay thật đó. Uống hết cả một bình nước ép thì chỉ có đầy bàng quang thôi. Ôi chết, mình phải đi vệ sinh. Anh cảnh sát, ra đây đi.
đưa tôi đến nhà vệ sinh với. Nhà vệ sinh hả? Không thành vấn đề, đi thôi. Tôi cũng cần đi vệ sinh, tôi đi trước. Ờ, có bàn tay nè. Tôi cũng muốn đi vệ sinh. Cầm tiền của tôi đi, cho tôi đi trước. Tôi có thỏi vàng này. Tất nhiên là anh cảnh sát chọn vàng rồi. Phải ưu tiên chứ nhỉ. Mau lên. Đi 5 phút thôi đó nha. Còn lâu Peach mới chịu dùng cái nhà vệ sinh bẩn thỉu này. Eo ơi, còn quái thú nào sống ở đây vậy nè. Anh dẫn tôi đến nhà vệ sinh sang trọng ngay. Mời cô đi lối này. Mọi thứ đều được làm bằng vàng theo đúng ý cô. Tuyệt quá rồi. Mãi mới được xả. Nhẹ cả người. Rồi, đến ai đây? Đến tôi, tôi có tiền đây. Xin lỗi nha, ai vào thì đi trước thôi. Cô vào đi. À, tôi không dùng nhà vệ sinh bẩn đâu. Thêm tiền nữa này. Đi theo tôi, cô có thể dùng nhà vệ sinh này. Này, ra khỏi đây ngay. Có người trong đó rồi. Ôi, vào thử cửa kia đi. Wow, mọi thứ đều màu hồng. Nhà vệ sinh này đúng là dành cho tôi. Nhẹ hết cả người. Tuyệt, có cả giấy vệ sinh bằng tiền nè. Đến lượt của tôi chưa? À, cô làm tôi giật hết cả mình. Đợi đã, sao cô ra ngoài được? Cái gì? Chìa khóa của tôi đâu? Ôi, bàn tay nghịch ngợm. Đưa đây cho tôi. Nào, để tôi dẫn cô ra nhà vệ sinh. Đây nha. Cái gì? Không được. Wednesday đưa ra đồng 1 đô la. Nhưng tất nhiên chừng đó là không đủ rồi. Vậy tôi mua tất của anh. Tất của tôi? Wednesday định làm gì với tất của anh cảnh sát? À, tôi hiểu rồi. Có thể dùng tất để bọc bệ ngồi bồn cầu. Lại còn ấm hơn rất là nhiều nữa. Chỉ cần gửi chúng thẳng đến tiệm giặt sau khi sử dụng thôi. Đến giờ cho các quý cô đi tắm rồi. Tất nhiên là cô siêu giàu sẽ tắm trước. Sao cũng được, bồn tắm của cô ta chắc cũng xấu thôi. Bồn tắm vàng sang trọng cho cô đây, công chúa Peach. Tôi thích lắm. Cầm lấy cái áo choàng tắm rồi đi ra đi. Ôi, thư thái thật đó. Đến lượt của tôi chưa? Dẫn tôi tới phòng tắm đi. Mất nhiều thời gian quá. Cô có cả một khu tắm và rèm tắm riêng nha. Tuyệt. Đi ra hộ với. Ups, xin lỗi. Tôi là Barbie Girl. Này người tôi rất dơ. Ôi, không giới được xuống chân. Giúp tôi với. Ủa, nhiều tiền thật đó. Đổi lấy đôi ủng này nha. Hay đó. Chỉ cần đổ xà phòng và nước vào trong. Chờ đến khi lấp đầy ủng, Barbie có thể rửa chân thoải mái rồi. Chỉ cần ngâm chân trong ủng và hát hết mình trong phòng tắm thôi. Và nhoăn một cái là chân sạch ngay. Công cụ này thông minh thật đó. Được rồi Wednesday, bồn tắm của cô ở đằng sau nha. Có mỗi cái chậu bé như vậy thôi sao? Ít nhất cũng phải quay ra kia cho tôi tắm chứ. Ôi, không thấy gì hết. Bồn tắm cũng ổn mà, chỉ cần con người hết sức có thể thôi. Cảm ơn vì đã mang xà phòng tới nha bàn tay. Cậu đúng là bàn tay tốt. Nhìn cái bồn tắm bé tí kìa. Đồ thua cuộc. Khoan, kia là cái chậu sao? Thế mà gọi là bồn tắm hả? Ôi thôi, hai cô này làm Wednesday bực rồi. Cô ấy định làm gì đây? Cho tôi mượn giỏ sen. Ôi không, không hay rồi. Nước tắm của Barbie cần được nhuộm màu. Đó, tắm vui nha. Xả nước thôi. La la la. Có vụ lem màu ở đây này. À! Ôi không, kia là cá piranha sao? Thú nuôi của tôi đang muốn chơi đùa đây. Ao, có con gì cắn tôi. Cứu với. À! Cô lao công còn bao nhiêu thứ phải dọn. Nhưng có vẻ cô vẫn còn thời gian để đi chạm vào bụng bầu. Bụng bầu kìa. Phải chạm vào thôi. To mà mềm quá đi. Cô làm gì đó? Bỏ tôi ra.
cầm tiền rồi đi đi. Tuyệt, giờ mình vừa vào vừa được chạm vào bụng bầu. Vẫn chưa đủ sao? Tôi bắn tiền cho nè. Wow, được rồi, tôi sẽ lấy tiền. Wow, lại có thêm cái bụng bầu nữa sao? Mãi mới chịu đi. Bụng bầu. Đừng, dừng lại đi. Phải chậm. Đi chỗ khác đi. Bắt được rồi nha, đừng có nhanh nhẩu. Tạ ơn trời. Cô chỉ được chạm vào bụng bầu của một người thôi. Đó là Wednesday. Được luôn. Tôi theo dõi cô đó. Cấm đụng vào công chúa Peach. Cảm ơn anh cảnh sát. Bụng bầu của cô to thật đó. Cái gì? Ai cho cô chạm vào bụng tôi? Đi ngay, nếu không. Không cần làm vậy đâu, tôi có kế khác. Bàn tay làm gì với mấy cái đinh dán thế? Chắc là có thể dùng trang trí cho bụng của Wednesday. Không vui gì hết. Phải gắn thêm cho đến bao giờ kín bụng thì thôi. Giờ thì ai dám đụng vào bụng có gai nữa đây? Áo, đau quá. Bàn tay giỏi lắm. Cụng tay nào. Chắc quý cô hôm nay sẽ làm gì nhỉ? Wow, kia là xe đẩy em bé hoàng gia. Cuối cùng cũng đến. Đẹp quá. Tôi thanh toán này. Wow. Tôi sẽ tặng anh thỏi vàng nếu anh đưa xe đẩy đó cho tôi. Không đời nào. Thỏi vàng đây. Tuyệt, hàng thật. Xe đẩy bằng vàng sẽ hợp với tôi hơn. Thật là bất công. Tôi mua trước mà. À, thấy tệ quá đi. Tôi có ý này. Wow, xe đẩy làm bằng tiền á. Quá hợp với con tôi rồi. Cảm ơn anh. Tôi muốn có xe đẩy Gothic. Một đô mà đòi mua xe đẩy Gothic sao? Tôi chỉ có đồ tương xứng với giá thôi. Phía sau cô có cái tủ đó sao? Anh giao hàng định làm gì vậy? Được rồi. Đừng có lén ra sau lưng tôi nữa. Cô chỉ mua được cái xe đẩy này thôi. Tạm biệt. Mỗi cái ngăn tủ trống trơn nhạt hết thế thôi sao? Wednesday biết cách biến tấu rồi. Nếu không mua được xe đẩy Gothic thì mình sẽ tự làm. May là mình có sơn phun màu đen. Phải sơn đen mọi thứ để chúng tăm tối như tâm hồn mình vậy. Giờ thì gắn thêm dây xích đỏ và bạc xung quanh. Nhét ga giường vào và một chiếc gối trên đầu. Đảm bảo con mình sẽ thích cái nồi mới lắm đây. Có vẻ như ai cũng đã hài lòng với xe đẩy của mình. Ai cũng có phong cách riêng. Đang sơn móng tay. À, em bé đạp làm nhòe hết rồi. Ôi không, làm sao cho em bé dừng lại đây? Chắc cho nghe nhạc thì bé sẽ bình tĩnh lại. Đây, cho con mượn tai nghe của mẹ nha. Con của cô ấy lại chụp ảnh tiếp rồi. Cuối cùng thì không ngờ là lại có hiệu quả. Sơn móng tiếp thôi. Em bé đạp. Bé Mario chắc đang gặp ác mộng rồi. Chắc cho con đeo tai nghe cũng hiệu quả ha. Ôi không được rồi. Phải nhờ người giúp thôi. Anh cảnh sát đưa ai đến đây? Ô kìa, đúng cô Billy Stylish nổi tiếng đây rồi. Bỏ tôi ra. Hiệu quả thiệt nè. Bé mê giọng cô lắm. Bé Mario đang phiêu theo điệu nhạc. Mấy bản nhạc này giúp em bé của họ bình tĩnh, nhưng lại làm Wednesday điên đầu. Thôi chết, giờ con mình cũng quậy rồi. Ôi, quậy dữ thần luôn đó. Đợi đã, mình nhớ ra cái này. Wednesday định làm gì với đống lon rỗng đó đây? Nối hai lon vào bằng một sợi dây là có ngay chiếc điện thoại để đọc truyện cho con nghe rồi. Vào một đêm giông bão, có một con quái vật to lớn đáng sợ. Được rồi nè. Với bé Wednesday thì không có cách ru ngủ nào hiệu quả hơn là một câu chuyện kinh dị. Tuy con mình ngủ rồi, mình cũng phải ngủ thôi.